Kính quý vị, Versace trình diễn bộ sưu tập thu đông năm 2016, tin từ Milan Ý Đại Lợi. Mùa thu đông năm nay, trong chương trình biểu diễn bộ sưu tập mới nhất tại tuần lễ thời trang Milan, thương hiệu Versace đã tập trung chủ yếu vào trang phục mặt thường ngày. Bắt đầu với những thiết kế suit, phối da, áo măng tô dây nịch cho đến áo khoác biker cá tính và những trang phục dáng dấp thể thao rất năng động. Một điểm nổi bật của Versace năm nay là cách mà nhà thiết kế Donatella Versace tập trung khai thác đáng kể đến đầu chân của người phụ nữ. Các thiết kế đều được cắt may tiêu chuẩn để tạo hiệu ứng cho đôi chân dài thon thả. Có thể nói sự gợi cảm đã quay lại với bộ sưu tập thu đông năm 2016 của Versace. Nhưng đây không phải là một sự gợi cảm nhu mì. Tính chất khiêu gợi ở đây toát lên từ những chiếc áo mang hơi hướng quân đội, tôn dáng vẻ tự chủ và mạnh mẽ của người phụ nữ. Nhà thiết kế Donatella Versace cho biết bà muốn truyền sức mạnh đến cho tất cả phụ nữ ở mọi lứa tuổi và mọi tính cách. Những người mẫu biểu diễn bao gồm hai tên tuổi lớn là Gigi Hadid và Kendall Jenner. Cho buổi tối là loại áo dạ hội kim tuyến lóng lánh nhiều màu sắc, phụ kiện gồm có những chiếc sách tay với đuôi cáo và giày cao gót kim loại mang đến sự gợi cảm và tự tin, không cần cố gắng cho từng người mẫu bước trên sàn diễn.